Anh Ken đã rút ngắn cự ly, chàng trai người Canada gốc Pháp đã gây ấn tượng mạnh trong lần đua đầu tiên tại trường đua vô địch Speedway này. Sống cho tới giờ phút này, tôi chưa từng thấy tay đua nào có tài năng thiên phẩm đến như vậy. Thật là phi thường. Chuyện gì đây? Thật bất ngờ, một chú ngựa ô đang rất ghê. Anh ấy đã rút ngắn cự ly và xuống đường trải dài vượt qua vị trí thứ tư, ba và chặng hai. Tập trung cao độ, các tay đua đang hướng về đích và có vẻ như người chiến thắng là Tumbo. Thật là tuyệt vời, không thể tin nổi. Lập tức phát lại, lần nữa, chiếu chậm, thật chậm. Chào mừng đã quay trở lại. Đây là ngôi sao mới nổi của giải Indy, đó là anh Guy. Xin hỏi Guy, điều gì hối thúc anh trở thành một tay đua? Thật ra thì, bất cứ ai cũng có trong mình một niềm hạnh phúc riêng. Với tôi là tốc độ làm chút gì chém gió. Guy à, từng người một thôi. Theo, à dân, anh bạn sáng sủa ở đằng kia. Em đang làm gì vậy? Điều tôi vẫn luôn làm, tập trung tư tưởng, hoàn thành cuộc đua. Tay đua nào cũng có thể làm được. Câu hỏi tiếp theo, em làm ơn đi ngủ được không? Sáng mai còn phải làm việc nữa. Ngủ, anh đang nói giỡn hả? Phải mất vài giờ mới hết phấn khích sau cuộc đua lớn như vậy đó. Phải, phải rồi, được thôi. Đây chính là lực thúc để giúp tôi chạy mãi. Anh Guy này, khi mới chân ướt chân ráo bắt đầu Indy Lights, có bao giờ anh mơ đến việc sẽ đứng đây ngày hôm nay không thưa anh? À, như cha tôi vẫn thường hay nói rằng, không giấc mơ nào quá lớn và cũng không có kẻ mơ mộng nào quá nhỏ. Đi ngủ. Hướng về đích, hướng về đích. Tuyệt, 17 phút đến nơi, một kỷ lục mới đó. Thế ô. Chào buổi sáng. Thôi nào, mọi người, năng động lên. Turbo đã sẵn sàng vượt lên. Có ai thấy không? Cổ cản đường tôi. Lại là chuyện đua xe nữa rồi. Không hiểu sao người ta lại chịu bỏ hàng giờ liền ngồi xe một mớ xe chạy vòng vòng một cách điên rồ như vậy. Rẽ trái, rẽ trái, rẽ trái. Sự thiếu hiểu biết của anh làm em buồn thiệt. Rẽ trái, giờ làm sao nữa đây? Chờ chút, rẽ trái. Chào anh Chet, vẫn khỏe chứ Sally? Xin chào Chet, xin chào Phil.